Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trai Đồng Bằng. Thì trong cái video này tiếp tục chia sẻ gửi đến anh chị một cái thông tin liên quan đến cái vấn đề của đứa con nuôi vô ơn Vũ Lợi khứa hai bàn thờ. Thì mới đây á, mạng xã hội thì vừa mới đào thêm được một cái clip là cái thằng con vô ơn này đã lên tiếng để chửi những cái người mà anti-fan của hắn ta là đàn bò ha. Và những ngày gần đây thì tiết lộ một cái thông tin là cái thằng con nuôi vô ơn cùng với là cái con vợ vừa mới đính hôn của nó đó là có nhúng chàm trong cái sự việc là hãm hại bà chị Đại. Thì với cái góc độ là của một người khán giả đó thì em nói thẳng với anh chị thì mình thấy là gần đây là có những cái bài để mà PR quảng cáo cho là cái đứa con nuôi vô ơn này, như là lên tiếng khen con cái bà Sáu là con nhà nòi rồi vân vân, nhưng mà mình vẫn chưa thấy là có những cái bài phản ánh về cái việc mà của cái thằng vô ơn này là ngồi để cổ xí cho con vợ ca hát chế lời nhạc, cũng như là chửi khán giả là những cái người vô học đầu chỉ một tấc, và tiếp tục là chửi khán giả là đàn bò. Thì thằng con nuôi vô ơn này nè, cái đứa đứa con nuôi vô ơn này anh nên nhớ, thứ nhất là anh á là người của công chúng, mà anh đang là ăn cơm của khán giả. À, anh đang ăn cơm của những cái người mà người ta ủng hộ cho anh, đúng không? Cái chén cơm, cái bát gạo anh đang ăn hiện tại bây giờ, anh có nhà đẹp, có xe sang để anh đi, thì anh phải biết ơn ai. Vậy mà bây giờ là anh đại lên anh chửi người ta là đàn bò, là thứ đầu chỉ để một tóc. Thì những cái người đó anh chửi là đàn bò đó, đầu chỉ đếm một tấc, vô học, là những cái người đã từng cho anh cái chén cơm ăn. Và tôi chưa nói đến là cái việc anh sống ở đời anh thì phải biết là uống nước nhớ nguồn, anh đã làm gì để trả ơn được cho ba nuôi của anh chưa? Công sức bao nhiêu năm ông dìu dắt nâng đỡ giúp đỡ cho anh ha, mà bây giờ đó anh á lại gọi như là sống cái kiểu đó với là con gái của ông Năm. Anh diễn ở trên sân khấu được rồi, anh diễn ở trên sân khấu á thì còn có người vỗ tay cho anh, chứ anh diễn ngoài đời đó thì anh thấy rồi đó, cái hậu quả của anh hiện tại bây giờ anh cũng đã thấy. Anh tôi nói anh là anh lựa chọn sai đường rồi, anh nghĩ rằng là Phượng Hoàng đang hồi sinh hả? Không có đâu nghe, những cái lời nói của anh từ khi ba tôi mất, ba nuôi tôi mất là tôi càng thương em gái tôi nhiều hơn. Những cái đức tính rất là giống ba của tôi. Và cái chuyện nó ăn mì gói rất khổ sở nó là thật. Rồi từ cái lời mà anh nói á, là thằng sạc răng, con tiên ngáo, con ve, tụi bay phải lên sao kê đồ đám tang của ba tao. Mọi người cắt cái clip này chia sẻ vẫn còn in hàng trăm năm bia đá cũng mòn mà ngàn năm bia miệng thì cũng còn trơ trơ. Đứa con nuôi vô ơn đứa con nuôi vô ơn hại ba nuôi, rồi bây giờ quay sang định hại luôn đứa con, và đặc biệt là định hại luôn là cái người bên cạnh giúp đỡ cho là em gái mình. Thì tôi nói thật sự với anh chị là không còn dùng những cái ngôn từ nào có thể diễn tả và dành tặng cho là cái đứa con nuôi vô ơn này ha. Đây là tôi đang nói khứa hai nha. Thì những ngày gần đây thì anh chị thấy rằng là nó không có còn ngồi chung với con vợ của nó nữa, là tại vì nó đang sợ là dính líu tới hình ảnh của con vợ nó thì sẽ ảnh hưởng tới tên tuổi của nó. Nhưng mà tôi nói với anh như thế này, anh không cần phải làm như vậy, tại vì bây giờ là anh không ngồi chung,
thì anh cũng dính nha. Anh không ngồi chung thì anh cũng là sẽ bị người ta nhắc tới thôi ha. Anh không cần phải lên để mà đính chính những cái chuyện như là cái ghế giám khảo hay là gì cả, người ta cũng nhìn ra được là hiện tại bây giờ anh đã bị tẩy chay rồi. Và đối với một cái tư cách là một cái người như anh ha, là mang danh là người nổi tiếng có danh hiệu mà là đi lên đáp trả với khán giả chửi người ta là đàn bò cái nọ, thì anh cũng nên là xem lại. Anh lựa chọn á là con ve là có đúng hay là chưa, rồi anh với con vợ hờ của anh là đi bỏ tiền ra để đi hại bà chị Đại, thì như vậy á là anh làm con người anh là tốt hay là xấu. Những cái ngày mà còn chơi chung với nhau, anh ngồi anh tâm sự anh chia sẻ là anh nói tốt như thế nào ha, những cái lời hoa mỹ của anh còn đó nha ha, chứ chưa có phải là mất đâu. Và anh nghĩ rằng là hiện tại bây giờ là con ve đó, anh đi qua chơi chung với con ve là sẽ là giúp được cho anh để mà trả thù bên phía mẹ con, trả thù bên phía con gái của ông Năm hay sao. Tôi nghĩ là anh đang sai lầm ha. Bây giờ là anh thấy rằng là anh chỉ có ngồi ở nhà ca hát online chỉ bán kem thôi. Hôm nay bán được bao nhiêu hũ kem, bán được bao nhiêu cái lon sữa để trị giảm cân hả? Sao không giỏi khoe nữa đi, không giỏi gái nữa đi à, đừng có nói là Phượng Hoàng hồi sinh. Thứ nhất là tôi nói với anh chị, cái câu chuyện mà Phượng Hoàng hồi sinh là đây là chỉ là trong trí tưởng tượng của là cái tụi gánh hát 6-7 mà thôi. Cái thứ nhất á là cái sân khấu của nó là bỏ tiền ra thuê chứ không có ai mời à. Cái thứ hai là vé, vé là có người bao rồi, người ta mua hết rồi đúng không, chứ người ta không có là thật sự đi để xem và ủng hộ nó. Và cái thứ ba nè là mọi người thấy rằng là tất cả những cái người bạn bè đồng nghiệp của nó là không có ai dám chơi chung với nó hết, mà hồi sinh gì rồi vẫn cố là đu theo để người ta để học đòi theo người ta để làm gì hả. Rồi PR chạy truyền thông à, nói chung là tất cả những cái gì của là tụi nó bây giờ là đều dùng tiền, mà tiền là tiền của người ta chứ không phải tiền của nó. Có những cái người mà đang lợi dụng vào cái câu chuyện của mẹ con bà Sáu nè để đạt được những mục đích riêng của họ mà họ mong muốn. Chứ trời, nói thẳng con nhà nòi Phượng Hoàng hồi sinh nghe tôi nghe là tôi mắc cười rồi, ca thì chả giống ai cả. Tối ngày cứ đem ông cậu mình lên đó quăng lên, rồi thêm cái thằng con nuôi vô ơn thì lúc nào á ba tôi em tôi gần một năm mấy 2 năm trời qua là anh chửi những người đó là con bò, thì những con bò đó đã cho anh uống sữa rất là nhiều rồi ha, và thậm chí là ị ra cho anh ăn luôn nữa, mấy con bò đó ị cho anh ăn luôn à. Anh đang làm người anh không muốn, mà anh ra là lại đi muốn đi làm đóng rơm để lót ổ cho vịt đẻ à. Đang đang mình đang làm một người đẳng cấp mình không muốn, mà bây giờ mình lại muốn trở thành một cái đốc rơm đang làm cây cỏ ngoài đồng ngon xanh tức mơn mởn cho bò ăn thì không chịu. Bây giờ lại muốn đi phơi khô làm đống rơm cho con ve nó lót ổ á, thì nó lót ổ những quả trứng nó này, nó lót ổ xong nó nằm đi nó phẹt chứ đúng không. Con vịt mà nó đẻ thì nó phải xong nó nằm nó cũng phải phẹt lên đống rơm à, thì anh lại chịu làm cái kiếp lót ổ cho vịt đẻ để nó phẹt phẹt trên đầu mình à. Tôi thấy anh là nhân cách con người của anh là quá kém, thêm về cái mức mà đạo đức nữa ha. Mà những cái phát ngôn của anh thì tôi lại không thấy là ở đâu đẩy truyền thông nào lên để mà vạch trần ra cái anh này để xem xét về tư cách đạo đức. Tại vì nói chung là đã có những cái văn bản liên quan đến cái việc phát ngôn của những người nổi tiếng rồi, đó là cái bộ quy tắc ứng xử. Mình á, là thứ nhất là mình người nổi tiếng, mà nếu mình không phải là người nổi tiếng thì mình cũng phải giữ cho người ta thấy được là cái hình ảnh của mình là một cái người uy tín như thế nào. Một con người 50 mấy tuổi đầu rồi thì không thể nào mà ăn nói 2-3 lời được à, không thể nào mà ngày hôm nay mình á, đến với người này
mình khen người ta, mình tâng bốc người ta, rồi mình chửi những người kia, mình yêu cầu những người kia như thế này, cứ rõ ba la cái kiểu, xong rồi xích mích với cái người mình đang chơi chung, cái mình nghỉ chơi với người đó, mình quay sang mình lại khen người kia, mình tâng bốc cái người mà mình đã từng chửi rồi. Anh sống như vậy á, thì thử hỏi là những đối tác của anh, những bạn bè đồng nghiệp của anh sẽ nhìn anh với con mắt như thế nào? Ôi, thằng này là thằng vô ơn, thằng này thằng vô ơn, thằng này vụ lợi, thằng này là anh nói hai ba lời đó, nhưng người ta tin tưởng mà dùng sản phẩm của anh, rồi mai mốt anh lại nói khác, rồi ai mà dám tin dùng cái hàng của anh nữa, đúng không? Bây giờ là tôi nói là cái sự nghiệp của anh là tiêu tan, bây giờ là chỉ còn ngồi ở nhà để mà live stream bán từng hũ kem, trở lại cái kiếp như ngày đầu đó. Nhưng mà nói chung là 1 năm qua thì nó cũng đã vơ vét biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, công sức của bà con khán giả đã tin lầm rồi, đúng không? Là nó đã lừa gạt niềm tin của rất là nhiều người trong suốt 1 năm qua rồi. Để là anh chỉ thấy một thằng điếm, không hơn không kém. Tôi mà nói thẳng với anh chị, cái thằng này mà gặp ở ngoài thế nào tôi cũng tặng cho nó vài cái trứng cột gà, quá dơ. Tẩy chay là nhẹ đó, tặng cho vài trứng cột gà. Trời ơi, nói thẳng với anh chị là ở đây đó, mình là con người đó, mình đó là còn có một cái chút nhân đạo. Chứ mà gặp ở những cái nước khác coi, cái thứ này á là người ta phong sát rồi, không có còn mà ngồi đó mà bố láo bố toét, vỗ ngực xưng tên rồi nói người ta là đàn bò. Rồi thêm là cái thằng trợ lý ngồi đó nói càng chửi thì càng nổi tiếng, càng chửi càng mới ra, thì người ta vô á, người ta chửi tụi mày, cho nên là tụi mày mới có là cái lượng tương tác nhiều, nó ít bữa thôi không còn ai xem tụi mày nữa, rồi tụi mày sẽ thấy cái cảnh. Ở đây là khuyến cáo bà con không clip vào, không bấm vào xem tụi nó nói gì hết, để cho tụi nó là tự sướng với nhau, tự chơi chung với nhau, để cho đối rã bản họng nó ra, rồi nó sẽ biết được là biết đá biết vàng. Cái lời nói của tụi nó mà còn nhan nhản ở trên là cộng đồng, ngày nào còn yêu thương em, thề thốt với ba là sẽ yêu thương em, mà mình sao chén cơm mình ăn còn đó, bây giờ mình lên mình chửi người ta là bò này bò kia đó, thì mình phải là xem lại bản thân mình nói người ta là con bò. Nhưng mà tôi thấy anh mới giống con bò hơn. Anh thuộc con bò buffalo, là cái thuộc cái loại nhai lại. Tôi thấy anh giống, tại vì chỉ có con bò nó mới ở lên nó nhai lại rồi nó nuốt xuống. Chứ con người làm gì có cái kiểu mà mới ngày hôm qua là anh nói vậy này, ngày mai này anh lại nói kiểu khác hả, đúng không? Anh chửi người ta là trong khi đó anh chả xem lại cái tư cách đạo đức của mình đã tốt hay là chưa đó. Ngày nào chửi con ve lên bờ xuống ruộng, chửi tiên ngáo, chửi sặc răng, bây giờ về phe tụi nó mà đi chơi rồi ta nói tay bắt mặt mừng rồi vui vẻ lắm. Trời ơi, nhân cách đạo đức của anh thì chỉ đem vứt thôi. Tôi thật sự là nếu mà có dịp tôi cũng sẽ tìm gặp những người thân của anh để tôi hỏi xem là người thân của anh đã dạy anh cái đạo đức như vậy đúng không? Tại vì anh nói là anh có cha có mẹ anh dạy, không lẽ là cha mẹ anh lại dạy ra cái con người mà hai mặt kiểu này ha, đúng không? Cha mẹ nào mà dạy con kiểu đó, nếu mà cha mẹ anh dạy kiểu đó thì tôi cũng lại luôn. Tôi đảm bảo với anh là những người đó họ không bao giờ dạy anh cái này, đây là cái cách cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà, đúng không? Nhưng mà đây là cái cách sống của anh, sống như vậy thì không thể nào mà tồn tại lâu được đâu ha. Nói cho tôi gửi đôi lời đến là bằng hờ mày, ta nói thẳng luôn, mày chỉ là đứa con nuôi vô ơn, tránh xa cái thằng này ra nghe anh chị. Rồi nó chửi nó giả là đàn bò đàn trâu gì đó, thì anh chị vào anh chị giải quyết nó, làm việc với nó đi. Thì đó là một số những cái thông tin mà trong cái video này thì em cũng là chia sẻ để gửi đến cho anh chị ha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi, em xin phép tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.